Đây rồi, bao khai ba mở lên đó, thấy chưa? Trời, chết rồi, chết tao. Quá đỉnh đó, hơi bị đỉnh. Đây, quay qua đây quay đó, thấy chưa? Ống 150 nha đó, thấy chưa? Đây à, quá đỉnh, tắt cái vô. Cái sông này là hồi nhỏ là 1-2 tuổi, cái lộn mà cỡ 7-8 tuổi là lội ào ào đây bỏ lên đó. Nít xưa phải nít như giờ, phải không? Xong rồi làm nhiều kỷ niệm rồi đây. Thời ở chuồng tắm mưa, ở chuồng tắm sông. Hôm nay quay lại với vấn đề chính, đó là cái củ bơm 140. Hôm ngày Duy giao cái củ bơm này đến một số khách đó thì Duy nói là củ bơm 140. Ông khách nói, bữa con khách kia nói, ủa sao mày giao củ bơm 140 mà tao đo lại là 140. Rồi cuối cùng là 140 hay 140? 140, 140 như vậy. Đây là một cái dòng bơm 1-4 như vậy các bạn, và được lựa chọn rất là nhiều. Điện 1 pha, 3 pha đều có. Và hôm nay quay lại đó là dục với nước cái đùng, dục với nước bỏ, dục với nước có thể mà test cho các bạn luôn. Đây là cộng điện 1 pha dòng 220V của chúng ta. Đây là con sông Bạc Liêu. Con sông này là, đây là một trong những con sông huyết mạch của tỉnh Bạc Liêu nha. Ngày xưa là cái câu hát mà anh em ở bên kia sông có người lấy chồng bao kẻ đón đưa là cái câu hát là bên bển á, còn tôi thì bên đây. Ok nha, bữa nay thì test ở bên đây nha, bữa nào thì anh rảnh đi bển test. Ok, và đây là cái dòng 140. Và tiếp tục hôm ngày anh em nói sao quay ở su gim không à, mà ở dưới nước nó hoạt động sao cái dòng này, thì Duy sẽ xin thưa hôm nay đây, cái củ này nó rất là nhẹ nha, mỏng manh như thế này còn nhúm nổi nữa. Quỷ à, vô đây tiếp ta coi. Không, lâu nó lộ vậy chứ không gì chứ. Và đây là cái củ 140, hôm nay thì Duy sẽ vô tải lấy ống cắt cái dây tinh lại đây cắt. Nhân viên nhà em được cái lắm quý vị, ví dụ như mà đi giao hàng rồi đó thì đụng cái gì là cắt cái đó à. Chỗ nào mà những bác mà có con gái mà cỡ mà 18 tuổi rồi là hai thằng nó dành đi giao dữ lắm. Chỗ nào mà sồn sồn thì nói thôi để mày đi, đưa tao chiến xa tao đi. Chỗ này. Bữa nay thì sẽ quay lại. Quay, nó nói nè. Cái này là cũng rất là im lắm nha. Không ngày bán cũng rất là nhiều, đó là cái dòng bạc HPDE. Đây, quý vị thấy nè. Ê, ngã, thôi qua, cho nó qua đi. Đây, thấy không, đó. Thấy tên Duy không, đó. Đây là Duy nhờ một cái đơn vị hồi chút trước á, chúng ta xài cái bạc này á. Là, rồi xong, hết hạn sử dụng. Và cái bạc này lúc trước á, là chúng ta sử dụng bạc hàng. Có nghĩa là hai cái miếng bạc á, hàng lại. Nhưng mà bây giờ á, ngon hơn tí, đó là bạc nguyên khối. Và hôm nay sẽ 1, 2, 3 chảy thảm. Đây quý vị thấy nè. Và hôm nay thì sẽ test thực tế một cái củ 140 và bạc 140 luôn. Như vị thấy nè, đây là một cái trong những cái mà Duy đang phát triển để mà giảm chi phí chúng ta rất nhiều. Rất là nhẹ nha. Ví dụ như một quần một ống 100m mà chúng ta sử dụng ống tải xanh lúc trước á. Như mà ví dụ như cái ống mà tải xanh lúc trước chúng ta sử dụng á, thì nó phải rất là nặng, nhưng mà cái dòng này á, thì rất là nhẹ nha. Để lẹ chưa, tao nói hết cái này rồi đó mà mày chưa xong đó là trừ lương nè. Đây nè, các bạn thấy à, chảy thảm đó. Và đây là một trong những dòng mà Duy đang phát triển để cùng cái bơm chìm này. Nói bơm chìm tới sự bơm nổi. Mọi ơi, câu điện đi, tao nói là việc của tao. Câu điện đi. Cái bơm chìm hay cái bơm nổi gì đó thì chúng ta cũng vẫn sử dụng được nha. Và cái bơm chìm này thì được làm bằng inox 304 nguyên khối nè. Và chúng ta có thể là sử dụng dùng đất nước mặn được nè. Nó nói nãy giờ không biết cái mic có nghe không, để mai về chị không nghe nữa. Dùng nước mặn được nè, hoặc là dùng dưới sình. Đa số những cái thằng này á, là nó là chìm thì nằm dưới sình. Nên á, là cái đồ vật liệu mà không ổn định á, ví dụ như bằng gang hay là bằng sắt hay gì đó, thì nó sẽ rất là mau xét. Nó xét thì không nói gì, nó xét thì nó nằm đó luôn, phải không? Nhưng mà đến khi mà chúng ta sửa chữa khoảng 1-2 năm mà chúng ta sửa chữa đó, thì mở ra là banh. Còn cái thằng inox 304 á, thì nó sẽ theo thời gian hay gì. Và
vài năm sau thì nó vẫn như vậy, nó không có thay đổi về thời gian. Thứ cái thứ hai nữa là thằng Enoch 304 này á, cái chương dịch miền Tây á, miền Tây gọi chương dịch nha. Nói cánh quạt thì Phi không hiểu, nhưng mà nói miền Tây này á là cái cánh quạt này gọi là chương dịch nè. Là chương dịch chạy xuồng á, là có một số cái bơm nước là chương dịch. Thì cái chương dịch bằng Enoch á thì bắt nước. Cái vỏ lãi mà ở dưới sông này á. Như vậy thấy á. Ê trời ơi, có dép đây rồi. Có đôi dép rồi. Mẹ đôi dép này không biết có ai có tự tử gì đâu nữa. Ở miền Tây mình á là cái xuồng mà cái vỏ lãi á, nãy tôi đợi biết lâu mà tôi không thấy cái vỏ đâu chân trời. Đợi ngày xưa là ở đây là dập nhiều luôn á. Ngày xưa mà ở đây á là chạy như là xe mà trên quốc lộ 1A vậy đó, là xuồng á, làm như có chiếc chạy tới vậy đó. Là cái vỏ lãi mà nó bốc được á, nó giọt nhanh được á là nhờ chương dịch inox. Này bên Duy thì thiết kế một cái nguyên lý là chương dịch inox. Chương dịch inox thì cánh quạt á thì nó rất là bắt nước. Nói nhiều quá, nhanh nhanh đi ông nội ơi, lẹ lẹ đi đặng cho người ta coi. Nó câu điện bây giờ chưa xong đó kìa. Lẹ lẹ đi. Rồi chị chổng mở điện không? Nãy giờ em nói nhiều là tại vì thằng lính em nó chưa mở điện. Và cái taxi bay. Cái dòng bơm này thì được cái lợi thế là như vậy các bà con.